Đây là những cuốn sách đang được làm giả nhiều nhất hiện nay. Sách thật, sách giả. Nếu là độc giả, sẽ rất khó nhận biết. Nếu mà đứng trên phương diện là tôi là một độc giả thôi, không liên quan gì đến công việc của tôi, thì một cái cuốn sách tôi nghĩ là tôi xứng đáng, khi tôi bỏ tiền ra thì tôi xứng đáng cầm được một cuốn sách có giá trị cả về chất lượng lẫn lẫn là đấy là một cuốn sách được mua bản quyền, tức là đấy đúng với cái giá trị thực mà tôi bỏ ra, vì tôi muốn mua sách thật chứ không phải muốn mua sách giả. Hiện nay có rất nhiều vi phạm bản quyền trong lĩnh vực sách, có thể đó là in lậu, có thể là hình thức chuyển sách nói, sách online, và nhiều khi có phát hiện ra thì hoạt động này dường như vẫn ung dung trước pháp luật. Từ phía công ty mình ý, thì mọi việc cũng đã làm được, cũng đã khá là hoàn thiện cả một cái quy trình tìm kiếm và xử lý sách lậu đấy rồi. Tuy nhiên khi mà mình phản hồi lên trên các cơ quan chức năng thì nói chung là về cơ bản là do cái luật bản quyền của mình hiện nay nó chưa thực sự chặt chẽ và cái chế tài của nó, chế tài thì khá là lỏng lẻo và cái quy trình xử lý của nó thì chậm ấy. Cho nên ví dụ như mình có thể ví dụ một cái điển hình là rất nhiều cái trang ebook và audiobook lậu, thì khi mà mình bên mình contact trực tiếp với họ, xong mình yêu cầu họ phải gỡ các cái sách lậu của bên mình xuống, thì họ bảo rằng là họ có nhiều lời họ cũng ngang nhiên trả lời rằng là server của chúng tôi đặt bên nước ngoài, các bạn không thể động đến chúng tôi, các bạn không thể làm gì với chúng tôi cả. Những công văn được gửi đi, những bản sách giả vẫn được ghi nhận lại. Nhưng giải quyết thế nào với nạn ăn cắp chất xám ngày càng phức tạp này thì ở Việt Nam vẫn là một câu chuyện dài.